Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Fresh sau địa số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy. Kho hàng Nhật Bùi Huy vừa về hàng tủ lạnh và máy giặt. Thì bây giờ tôi sẽ khui hàng trực tiếp để cho các bạn xem là chất hàng đợt này về nó có đẹp không nhá. Thì các bạn có nhu cầu hoặc cần tôi tư vấn thì có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại là 0966 937 999. Bây giờ tôi sẽ cho anh em bóc trực tiếp để các bạn xem. Hàng mua đấu giá thì về thường thường nó chỉ có bụi thôi. Bụi bẩn thôi, còn chất của nó về cơ bản là sẽ là đẹp. Con này là con Toshiba 117A6. Đó, nó sẽ có một chút bụi vải. Hàng này thì là hàng dùng nước rồi. Con này giặt 11 cân và sấy 7 cân. Đợt này về thì có nhiều hàng tầm trung. Hàng tầm trung là hàng khoảng hơn 10 triệu. Giá dao động từ 14 đến 20 triệu. Là phân khúc máy giặt tầm trung. Thì ở phân khúc máy giặt này thì chúng ta đã có thể mua được một con máy giặt rất là tốt rồi. Như hiện tại giờ một con máy giặt mà gia đình tôi đang dùng thì nó cũng là phân khúc 16 triệu. Chứ không phải là một phân khúc quá nhiều tiền. Đây là một con máy giặt Panasonic 3600. Con này là một con mà trong phân khúc tầm trung rất đáng để mua. Tiền không nhiều nhưng mà giá trị sử dụng thì rất là cao. Giòn mới đẹp. Để xem chất máy thì chúng ta có thể để ý đến một số những cái đặc điểm. Thứ nhất là mình xem chất nhựa này. Nhựa này thì nó chỉ bẩn thôi chứ nó không bị ải ố. Cái thứ hai nữa là chúng ta có để xem cái nút ấn này. Cái nút này nó không bị bạc vì đa số hàng bãi là về nó sẽ bị hen, nó hoen ố phần sơn và nó bị bạc cho phần này đi. Thì đánh giá là cái máy này họ sẽ dùng nhiều và chất máy không được đẹp. Đây là một số cái đặc điểm mà chúng ta có thể để ý khi chúng ta mua hàng. Bây giờ chúng ta sẽ bóc máy giặt trước. Bóc máy giặt xong rồi chúng ta sang bóc tủ lạnh. Để khách quan thì tôi quay trực tiếp để cho các bạn có thể xem. Dương ơi, Dương em ơi, lấy cho anh một cái rẻ ẩm ra đây nhá. Cái gì em? Lấy cái máy lọc khí. Máy lọc khí gì em? Con này là con Toshiba TVKI1000. Dạ. 9 cân chứ. Con này là một con cũng rất là đẹp này. Tất cả những cái này thì nó chỉ là bẩn thôi nhá. Tí tôi sẽ lấy một cái giấy ẩm mới lau đi là sạch luôn này. Đấy. Chúng ta đánh giá cái chất máy rất là đẹp. Bản lề nó còn sáng như này. Tươi. Lồng còn nguyên 7 màu. Đó. Để tôi lau đi nhé. Cái hàng này về chúng ta chỉ có lau đi là làm mới thôi. Thì chúng ta không phải mông má gì cả. Thế là tất cả những cái chất hàng này thì tôi đã phải lựa chọn rất là kỹ trước khi mà chuyển về để cung cấp ra thị trường. Các bạn thấy không? Chúng ta chỉ cần lau qua đi là rất mới rồi. Đấy. Khi chúng ta đi mua hàng này chúng ta chỉ nhìn chất, xem chất, còn lại là bẩn thì chúng ta có thể vệ sinh, đơn giản không có gì cả. Đây là một con phân khúc tầm trung nữa này. Hơn 10 triệu, phân khúc khoảng tầm 14-15 triệu chúng ta mua được con máy giặt là vô cùng tốt. Giặt 9 cân và sấy bằng điều hòa chống nhăn. Những con này là những con mà chất hàng nồi đồng cuối đá, các bạn nhìn này. Lớp hàng nó rất là đẹp như này. Chúng ta đi xem tủ. Đang bóc tủ. Đợt này tủ về thì có cả tủ mặt kính và mặt sơn.
Đủ mặt sơn cũng rất là đẹp. Đây là vừa bóc ra thì tôi quay trực tiếp các bạn xem luôn để các bạn có thể yên tâm về chất hàng và các bạn không sợ mông má. Tại vì chúng ta đi mua hàng thì chúng ta rất sợ cái vấn đề là hàng bị mông má sửa chữa đúng không ạ? Nhưng mà mua hàng tại kho Nhật Bùi Huy các bạn có thể yên tâm với vấn đề là không bao giờ sợ cái vấn đề đấy. Nên vì là hàng về tôi sẽ cố gắng là tôi sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem. Những cái chất hàng mà kho Nhật Bùi Huy lựa chọn bán là những chất hàng mà tôi mua đấu giá từ bên kia. Các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn nhìn đẹp đúng không ạ? Đẹp long lanh luôn. Đó. Đẹp không có điểm chê. Những con tủ mặt sơn là những con tủ phân khúc hơn 10 triệu các bạn nhé. À hơn 20 triệu, tủ 6 cánh hơn 20 triệu. Vừa rồi là một con tủ Panasonic. Còn đây là một con tủ của Mitsubishi. Bóc ra tôi quay trực tiếp các bạn xem luôn. Đây bị một chấm này. Nói chung là vận chuyển đường xa thì cũng rất khó tránh khỏi một hai cái chấm nho nhỏ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn tổng thể cái chất hàng thì nó rất là đẹp. Đây. Rất đẹp đúng không ạ? Với phân khúc hơn 20 triệu thì những con tủ này là những cái con tủ mà rất đáng tiền để mua. Một con 3600 nữa này. Chắc hẳn các bạn khi xem cái livestream này của tôi thì các bạn sẽ có một cái câu hỏi về máy giặt là tại sao nhiều mẫu 3600 vậy. Vì thực chất thì là để mà các bạn bỏ ra một cái khoản tiền 3-40 triệu mua một con máy giặt mà nó tốt thì nó không phải là vấn đề quá khó khăn. Thế nhưng mà khi chúng ta muốn mua một con máy giặt ở phân khúc giá bình dân mà chất lượng tốt để chúng ta dùng lâu dài thì cái vấn đề đấy lại là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đó. Thế thì chắc chắn là các bạn, tất cả khách hàng đều không có kinh nghiệm về cái đồ điện tử, điện lạnh này, đặc biệt là đồ của Nhật này, thì các bạn càng không có kinh nghiệm. Chính vì vậy nên là tôi sẽ phải thay các bạn để chúng tôi chọn, để tôi chọn cho các bạn những cái mẫu mà nó tốt, những cái mẫu mà với kinh nghiệm của tôi, với kiến thức của tôi biết là nó tốt. Đấy, trong cái phân khúc đấy là nó là vô cùng tốt. Và tôi đã lựa chọn thay các bạn, nhiều khi còn phải gom thì mới có những cái mẫu đúng theo như cái mình cần, chứ không phải là mình cứ thích là mình đi mua được luôn đâu ạ. Hôm nay thì tôi hơi mệt nên nó nói hơi nhỏ với các bạn này, cố gắng lắng nghe một chút. Đấy, chất hàng về thì các bạn nhìn thấy tôi chỉ lấy một cái rẻ ẩm tôi lau qua đi là nó đã rất là mới rồi đúng không ạ. Chỗ này nó hơi chật. Đấy, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy cái chất máy rất là mới, chỉ có bụi bẩn do trình vận chuyển. Con này có vẻ to phết này. Đây là một con tủ mặt kính à? Một con tủ mặt kính của Hitachi. Con này chắc thấp nhất phải 620 lít, 670 lít. Hơi chật. Con này là một con tủ màu mận. Đo thử cho em biết bao nhiêu lít. Con này 620 lít các bạn nhé. Rất rộng. Con này là một con màu xanh ngọc. Một con màu xanh ngọc. Hơn 500 lít. Con này cũng là một con màu mận chín. Chúng ta dùng những cái chất hàng mua đấu giá như này thì sẽ rất là yên tâm. Không sợ về vấn đề sửa chữa. Đợi một lúc thì tôi sẽ khui lốt rồi các bạn. Đợt hàng này về thì các bạn ai có nhu cầu về một con tủ mặt kính phân khúc vừa tiền hơn 30 triệu. Một con tủ mặt kính phân khúc hơn 30 triệu. Hoặc là những con tủ mặt sơn phân khúc hơn 20 triệu thì các bạn có thể liên hệ để chúng ta mua hàng trong cái đợt hàng này. Đợt hàng này phân khúc đấy nó rất là đẹp. Bên cạnh đó thì về máy giặt thì các bạn
phân khúc hơn 10 triệu đến 20 triệu là cái phân khúc mà chúng ta bình dân mà chúng ta dễ mua nhất, giặt và sấy điều hòa chống nhăn, thì các bạn có thể mua trong cái đợt hàng này nhé. Đây là một con tủ mặt sơn nữa này, một con tủ Panasonic. Em ơi giữ lại cái xốp nhé, khách ở tỉnh mua thì mình còn có xốp mình bọc. Cực đẹp luôn. Tôi sẽ quay nghiêng ra ánh sáng thì các bạn sẽ dễ nhìn thấy cái mặt của nó. Rất đẹp. Chúng ta chỉ lau qua đi thôi là chúng ta có thể dùng luôn được rồi. Hàng vẫn còn rất nhiều. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp cho tôi để được tư vấn qua số điện thoại là 0966 937 999 hoặc 0981 675 999. Đây vừa nãy thì anh em mới bóc ra một con tủ là của Hitachi màu vàng sâm banh. Con này là bản cao cấp nhất là 4 cửa điện. Đấy, cửa điện mở trên này và cửa điện mở dưới này. Bảng điều khiển cảm ứng này. Hơn 500 lít rồi. Chưa thấy ạ, cháu đang bóc. Vâng. Rồi các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật, shop Fresh sau đại số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, hoặc gọi điện cho tôi để được tư vấn qua số điện thoại là 0966 937 999. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật. Và ngay sau khi xem livestream này, các bạn hãy nhấc điện thoại gọi ngay cho tôi để tôi có thể chọn cho các bạn những cái mẫu tủ và mẫu máy giặt tốt nhất. Hàng thì tôi đã thay các bạn để tôi lựa chọn rồi. Thực chất thì các bạn hiểu một cái quan điểm như thế này. Các bạn là khách hàng của tôi, còn tôi lại là khách hàng của các cái đối tác ở bên kia. Chính vì vậy, các bạn là khách hàng của tôi, các bạn không có kiến thức về sản phẩm. Nhưng mà tôi khác các bạn là tôi đã có kiến thức rất là sâu về sản phẩm này trong cái quá trình tôi làm nghề rồi. Nên là khi mà tôi đã thay các bạn chọn hàng rồi thì các bạn cứ yên tâm, hãy cho tôi biết nhu cầu thôi. Còn lại là hãy để tôi xử lý hết mọi việc. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Kho Nhật Bùi Huy trong suốt 75 hoạt động vừa qua. Và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.